trách, pháp luật biển biển, khu thể chế quản lý tổng hợp thống nhất biển biển, vùng ven biển và hải đảo, bảo vệ chủ quyền quốc gia đối với vùng biển và hải đảo của Việt Nam. Thứ hai là tập trung vào các nghiên cứu để cung cấp luận cứu khoa học, công tác quy hoạch khai thác sử dụng quy hoạch không gian biển, vùng ven biển và hải đảo phục vụ phát triển kinh tế biển, phát triển kinh tế đảo, vùng ven biển có hiệu quả, phát triển bền vững. Ba là ứng dụng có hiệu quả các giải pháp khoa học công nghệ mới tiên tiến trong dự báo, giám sát, điều tra tài nguyên môi trường, phòng chống thiên tai trên biển và hải đảo, chú trọng triển khai khoa học công nghệ biển liên quan đến vùng nước sâu, vùng xa bờ nhằm kết hợp giữ vững an ninh chủ quyền của đất nước. Và thứ tư là tập trung vào mở rộng quy mô hợp tác quốc tế trong nghiên cứu một số vấn đề quan trọng của biển Đông nhằm nâng cao giá trị khoa học và tiện của các sản phẩm tạo ra, tạo một bước chuyển biến mới về công nghệ nghiên cứu biển và nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ biển. Đặc biệt chúng ta sẽ chú trọng mở rộng hợp tác quốc tế của khoa học nghề biển với các cái nước có cái tiềm lực và có cái lực lượng rất là lớn, ví dụ như là với Nga, với Đức, với Hoa Kỳ. Đó là những cái đối tượng, những cái nước mà chúng ta cần phải đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ trong nghề biển. Nhân đây thì chúng tôi cũng xin được